Chàng trai này là Lý Vũ Quả, cậu đang phải cùng với những người anh em cuối cùng trong Đại Kim Quốc ở lại giữ nước, nhưng tác giả không muốn họ dễ dàng đẩy lùi được những kẻ phản bội. Tình thế càng lúc càng ban căng, liệu rằng chàng trai tốt thận, chuyên bán cháo Lý Vũ Quả có thể giúp nước, giúp dân lấy lại hòa bình hay không? Mà muốn biết hay không thì inbox tác giả nhé. Tiếp tục tập trước, Kim Long Thành và đám tay sai bắt đầu kế hoạch tấn công vào nơi ở của Tư Đồ Ngột Thuật, nhưng bọn chúng đã đến chậm một bước. Tư Đồ Ngột Thuật đã chạy từ lâu, chỉ còn lại Lý Vũ Quả cùng một số người anh em cấp dưới. Tình thế bây giờ của bọn họ là ngàn cần treo sợi bún. Cửu Liên Hoàn tìm thấy bọn họ, cầm cây cung bắn tùm lum. Lý Vũ Quả phải gấp gáp kêu Kiếm Vô Tâm và Đao Vô Tình đưa Vô Ưu đi tìm mật đạo trước, còn mình ở lại cầm chân con mãnh hổ Kali Cửu Liên Hoàn. Cửu Liên Hoàn ngắm chuẩn vào người Lý Vũ Quả đang núp sau một cái cột, tên chưa kịp bắn, một ánh đèn laser màu đỏ ghim thẳng vào đầu hắn ta. Nửa giây sau thì một viên bi sắt bay qua đầu Cửu Liên Hoàn, khói từ khẩu 3Z của Lý Vũ Quả nhả ra. Súng nhắm đây thì tất cả phải bỏ tên cung xuống, kêu bỏ tên cung xuống thì lại có vài tên cầm dao bay đến. Lý Vũ Quả tặng cho chúng vài quả bom Firemender Hole. Cậu nhẹ nhàng bước trên hàng mướp, đi tìm mật đạo rồi đi theo đó để thoát ra ngoài. Vừa mở cửa mật đạo ra thì Tư Đồ Ngột Thuật đã đợi Lý Vũ Quả từ chiều. Lý Vũ Quả có hơi giật mình, nhưng nghĩ lại thấy cũng phải, xem ra tất cả đều nằm trong lòng bàn tay Tư Đồ Ngột Thuật, đến cả hoàng đế chết ông ta cũng có kế hoạch cho đường lui rồi. Mọi chuyện đến đây thì không thể nó theo kiểu mờ mờ ảo ảo nữa. Tư Đồ Ngột Thuật thẳng thắn muốn Lý Vũ Quả hợp tác với mình, lúc đầu Lý Vũ Quả không đồng ý, nhưng sau khi đọc một bức thư mật mà Tư Đồ Ngột Thuật đưa cho, có vẻ cậu ấy rất sốc. Mình không ở đấy nên không biết nội dung trong bức thư là gì, mong các bạn thông cảm. Diễn biến chuyện càng lúc càng nhanh, Kim Long Thành vừa tấn công Đại Kim Quốc thì Nạp Lan Thiết đã dẫn theo một đội quân hùng hậu tiếp theo chân. Đi nửa đường thì Nạp Lan Thiết nhận được tin Đại Kim Hoàng đế đã chết. Nạp Lan Thiết vui vẻ tặng một lời khen cho Lý Vũ Quả. Bạch Chỉ Phiến ở đằng sau mặt đen mặt tối đã muốn đi tặng một món thưởng ngầm cho đại ca của mình. Đoàn quân của Nạp Lan Thiết vẫn tiếp tục hành quân đến Yên Kinh. Vừa mới tới cửa thì đã được Kim Long Thành dẫn người ra đón, kêu Nạp Lan Thiết đến thì có thể thực hiện bước cuối cùng của kế hoạch, đó chính là đi giết lão tặc Tư Đồ Ngột Thuật. Kim Long Thành cứ tưởng là Nạp Lan Thiết sẽ cùng mình đi giải quyết Tư Đồ Ngột Thuật, vui vẻ mở cổng thành cho đội quân của Nạp Lan Thiết vào. Nhưng mọi chuyện không như ý Kim Long Thành muốn, hai tên binh lính vừa đi vào cửa cổng thì đã chạy ra, để một mình Kim Long Thành rồi cái cổng đóng lại. Một tiếng nói lãnh đạo ở trên tường thành nghe rõ mà không cần móc volume, Thiết Phủ Đồ nghe lệnh, tên binh sĩ Hạo Thiên Quốc nào tiến thêm một bước vào thành, giết. Kim Long Thành lôi hổ phù ra, kêu đội quân phải nghe theo mình. Tên tướng quân chỉ đạo ở trên tường thành thấy hổ phù đã không nghe, lại còn hiểu ra thái tử Kim Long Thành muốn phản đồ, Nạp Lan Thiết thông minh, vội vàng đem thái tử Kim Long Thành ra để dọa tên tướng quân trên cổng thành mở cửa. Nhưng bọn họ đâu có bị ngu, trực tiếp thông báo Thiết Phủ Đồ Dương Cung vì thái tử giết vua, có ý đồ mưu phản, bắn chết tại chỗ. Biết được không thể dùng cách bẩn để vào thành, Nạp Lan Thiết ra lệnh cho 10 vạn đại quân lao vào tấn công Yến Kinh, không cần phải mở cửa nữa, chơi bài đập chậu lấy đất trồng hoa. Đại quân của Nạp Lan Thiết vừa mới nhúc nhích thì lại phát hiện từ phía hậu phương một đoàn quân do Tư Đồ Ngột Thuật và Lý Vũ Quả đi đầu bịt hậu của Nạp Lan Thiết. Nạp Lan Thiết và Bạch Chỉ Phiến rất bất ngờ, đầu đít đều có địch, trận này không tàn thì cũng phế. Kim Long Thành mặt vẫn rất là dày, kêu Tư Đồ tướng quân lại đây cứu mình. Nạp Lan Thiết tức giận khi biết mình bị lừa, một cú lừa mà đến cuối không biết ai lừa ai. Tư Đồ Ngột Thuật và Nạp Lan Thiết đối mặt với nhau, trong tay Tư Đồ Ngột Thuật là con tim Kim Long Thành, nhưng có hắn ta hay không không quan trọng. Quan trọng là bây giờ Lý Vũ Quả đã theo phe Tư Đồ Ngột Thuật. Nạp Lan Thiên ngẫm một lúc rồi nói một câu không ngờ Lý Vũ Quả phản bội mình. Để vạch trần sự thật trong vở kịch này, Lý Vũ Quả đem nội dung của bức thư mà lúc Tư Đồ Ngột Thuật đưa cho để hỏi lại. Nội dung bức thư kia là Nạp Lan Thiết muốn đem Nạp Lan Mộng gả cho Đại Liêu, lấy đó làm mối liên kết. Lý Vũ Quả tức giận vì ông bố vợ dám đem vợ mình đi bán cho thằng khác. Lúc này thì Nạp Lan Mộng cũng mới biết sự thật, Nạp Lan Thiết chẳng có gì để nói, lấy Hạo Thiên Quốc ra để che cho sự tham lam khốn nạn trong mình. Tham lam khốn nạn thì chưa đủ, để uy hiếp Lý Vũ Quả thì Nạp Lan Thiết đem mẹ của Lý Vũ Quả ra làm con tim. Lý Vũ Quả tức giận nhưng không làm được gì, Nạp Lan Thiết kế con dao vào cổ mẹ cậu, nói Lý Vũ Quả mau động thủ giết Tư Đồ Ngột Thuật. Bước qua Lý Vũ Quả phải rút Nhật Nguyệt đao ra kề vào cổ Tư Đồ Ngột Thuật. Tư Đồ Ngột Thuật hiểu Lý Vũ Quả bất đắc dĩ, kêu cậu muốn giết thì giết. Lý Vũ Quả cắn răng, nếu bây giờ giết Tư Đồ Ngột Thuật thật, Vô Ưu sẽ nhìn cậu với con mắt như thế nào. Đến cuối cùng thì Lý Vũ Quả và lão Nạp Lan Thiết có gì khác biệt chứ, nhưng không động thủ, đáp án nào có thể giải cho bài toán cứu mẹ của nam chính. Tình thế đúng là quá khó, Thiên Ma chi thủ xuất hiện, hỏi Lý Vũ Quả có cần trợ giúp hỏi các nhà thông thái hay không. Nếu có thì chỉ cần đưa thân thể cho mình là mọi chuyện được ổn thỏa. Tất nhiên là Lý Vũ Quả nói có im cụ cái mồm đi không. Vũ Quả, mẹ từ nhỏ đã không chăm sóc con cho tốt, luôn hối hận trong lòng, bây giờ lại còn là gánh nặng của con. Con trai ngoan, con không cần phải lo cho mẹ, cứ làm mấy chuyện nên làm đi. Vũ Quả, con sống cho tốt nhé. Mẹ của Lý Vũ Quả đột nhiên nói những lời chăn chối cuối cùng, rồi tự cứ của mình vào con dao của Nạp Lan Thiết. Cảnh tượng này làm Lý Vũ Quả chết lặng, bầu trời của cậu hôm nay như sụp đổ. Nạp Lan Mộng sững sờ, chỉ có người anh em cây khế Bạch Chỉ Phiến là cười thút thít. Thân xác của mẹ Lý Vũ Quả ngã xuống, chiếc dây chuyền trên cổ bà đập xuống đất, viên ngọc treo trên nó vỡ ra,
cùng với viên ngọc đó là những tiếng gọi và tiếng thét muốn rung trời của Lý Vũ Quảng. Nạp Lan Mộng cũng không ngờ chuyện này lại xảy ra, chỉ có 7 chỉ khiến là hài lòng. Hắn rất muốn Lý Vũ Quả cảm nhận thêm những nỗi đau như thế này, đúng là người anh em đáng đồng dao bát phóng lợn. Cùng lúc đó ở một vĩ tuyến khác ngoại ô bên ngoài Yến Kinh, Lý Quảng Nghĩa bật tung căn nhà nhỏ đang ướp mình, toàn thân thể phừng phực. Có vẻ như ông ta đã cảm nhận được người thân của mình vừa lìa xa trần thế, đã đến lúc một con quái vật mang đầy gừng ra trận. Trở lại với trận chiến chính, Lý Vũ Quả không thể chịu được nữa, điên cuồng cào xé rồi lao đến giết Nạp Lan Thiết. Nạp Lan Thiết bình như vậy, nhấc cây thương siêu ngầu của mình lên đón đầu Lý Vũ Quả. Ông ta biến cái thương của mình to ra rồi chọc cho Lý Vũ Quả một nhát, đẩy lùi cậu ta lại. Trận solo đầu tiên bắt đầu. Trước khi trận tử chiến bắt đầu thì Nạp Lan Mộng ở bên này kêu người đem mẹ của Lý Vũ Quả về an táng cho đàng hoàng. Đã đến lúc cho trận chiến giữa các con báo, người dẫn đầu của cả hai bên ra hiệu lệnh tiến công. Hàng vạn thanh niên đầu xanh đầu đỏ cầm theo phóng lợn và đao kiếm va vào nhau, sự hỗn loạn, máu và cái chết bao trùm một phương trời. Lý Quảng Nghĩa cũng đang theo mùi máu bơi dần đến đây, người con của ông, Lý Vũ Quả vẫn đang điên cuồng lao tới chém Nạp Lan Thiết. Nhưng mãi cậu vẫn chưa đến gần được ông ta, dù đã dùng rất nhiều chiêu, đẳng cấp vẫn là thứ không thể thay đổi. Nạp Lan Thiết liên tục nạp sức mạnh rồi chọc lao khí về phía Lý Vũ Quả, tiến mãi không được, Lý Vũ Quả đành phải dùng đến con bài ẩn. Cậu lại nhảy vài câu để thu hút sự chú ý của Nạp Lan Thiết, để cho hắn nói nhiều mà mất cảnh giác, rồi điều khiển con khôi lỗi khác tấn công ông ta. Nạp Lan Thiết có hơi bất ngờ, lúc xoay đầu lại thì mũi nhọn của chiếc ô đã gần như chạm vào mặt ông ta, một vụ nổ nhẹ làm mất tầm nhìn của Lý Vũ Quả. Lúc mà khói tan đi thì Nạp Lan Thiết vẫn bình thường, và con khôi lỗi kia cũng không sao, sức mạnh của Nạp Lan Thiết vẫn là quá đẳng cấp. Lý Vũ Quả không bỏ cuộc, tiếp tục cùng con khôi lỗi song cánh công Nạp Lan Thiết. Lý Vũ Quả vừa đến thì đã bị đẩy ra. Con khôi lỗi nhân lúc Nạp Lan Thiết đang dành thời gian với Lý Vũ Quả thì ném vài quả bom vào người Nạp Lan Thiết, lại một vụ nổ rung trời lở đất. Lý Vũ Quả đứng ở xa xa đó nên không sao, cứ tưởng là Nạp Lan Thiết sẽ bị thương, ai ngờ lúc làn khói tan đi thì ông ta lại bình thường. Con khôi lỗi của Lý Vũ Quả mới là thứ gặp chuyện, nó bị Nạp Lan Thiết chọc thủng đến hỏng. Nạp Lan Thiết không sao nhưng cũng đã nóng người, nãy giờ giao tiếp vài chiêu thì ông ta coi thường Lý Vũ Quả quá, bây giờ mới bắt đầu vào việc. Cơ thể Nạp Lan Thiết nổi lên những cái vây màu đen, móng tay dài ra và hai bên trán có một đôi sừng. Kiếm vô tâm từ xa kêu Lý Vũ Quả cẩn thận vì đó là huyết mạch thực hóa, uy lực phải nói là lên tới tận võ thánh. Nghe thấy vậy, Lý Vũ Quả không hề muốn ông ta hoàn thành thực hóa, vội cầm Nhật Nguyệt đao đến ngăn lại, nhưng vừa chém một đao xuống thì đã không thấy Nạp Lan Thiết đâu. Lúc nhận ra thì Nạp Lan Thiết đã ở đằng sau nam chính rồi, đánh một chưởng mạnh vào lưng Lý Vũ Quả, nam chính đập mạnh xuống đất, toàn thân thể như vỡ ra. Đến lúc này thì tuyệt vọng cũng không được, đến cả khôi lỗi võ tông cấp cũng chỉ bị hắn một thương phá hủy, bây giờ còn cái gì có thể giúp gì Vũ Quả thắng được con quái thú này không? Lý Vũ Quả dần dần gục xuống, nhưng ý chí trong cậu không cho phép, nếu bây giờ chết thì những người ở sau cậu cũng sẽ chết. Lý Vũ Quả muốn nhặt cây kiếm lên chiến đấu tiếp nhưng lại bị Nạp Lan Thiết ngăn lại, hắn đạp mạnh vào bàn tay của Lý Vũ Quả, cười nhạo một cách điên cuồng. Đúng lúc làm Lan Thiết đang vui thì một vấn đề khác lại đến, một con quái vật nào đó đang tàn sát đội quân của ông, nhìn từ xa cũng có thể thấy những nắm đấm lửa phi ra. Nó như một quả bom cực khủng giết từng góc người trong đại quân của Nạp Lan Thiết, những vụ nổ càng ngày càng đến gần chỗ Lý Vũ Quả, đột nhiên thanh kiếm rung động, sức mạnh trong nó trồi ra, rồi bay về hướng sau đám khói. Bàn tay chụp lấy cái kiếm đó không ai khác, chính là Lý Quảng Nghĩa. Trừ trước đến nay thì chiến trường luôn là nơi đẫm máu nhất, nơi đó có kẻ thắng người thua, có vui sướng trong chiến thắng, kẻ tuyệt vọng trong thua cuộc. Nam chính của chúng ta hôm nay cũng phải nếm trải tuyệt vọng, nhưng cậu không bỏ cuộc cũng không cần phải dùng chiêu hồi tưởng thần thánh như những nam chính khác. Vậy cậu đã làm gì, hay là có thánh nhân nào nhảy vào giúp cậu? Lý Vũ Quả bị Nạp Lan Thiết đập như con sức cả đầu mẻ cả trán mà cũng không biết làm gì để bật lại. Đúng lúc tình thế đang ngàn cân treo sợi bún thì cha của Lý Vũ Quả xuất hiện. Lý Quảng Nghĩa lấy lại con đao, phí thế phừng phực như siêu Saiyan chuẩn bị băm Nạp Lan Thiết ra thành trăm mảnh. Nạp Lan Thiết cũng không ngờ là Lý Quảng Nghĩa lại chưa chết, người bất ngờ hơn mà phải nói chính là Lý Vũ Quả. Lý Quảng Nghĩa bắt đầu xông lên, bàn chân ông ta đặt ra đằng sau để lấy đà bật một phát thật nhanh lao tới chém Nạp Lan Thiết. Nạp Lan Thiết phản ứng rất nhanh đỡ lại cú chém của Lý Quảng Nghĩa. Uy lực từ cú chém làm chỗ đứng của Nạp Lan Thiết bật lên, hai thứ vũ khí va chạm lên leng keng vào nhau. Lý Quảng Nghĩa là người máu chiến hơn nên tăng cường lực vào thanh kiếm. Một sắc màu nửa choáng hợp cuốn lấy hai người, nó còn xé từng lớp đất ở quanh. Nạp Lan Thiết không chịu nổi sức chém của Lý Quảng Nghĩa nên lùi lại. Lý Vũ Quả ở xa đã được hai đường phó và Phương Thông hành cứu. Lúc này Lý Vũ Quả vẫn chưa thể tin người đàn ông kia là cha mình, tự hỏi tại sao Nhật Nguyệt đao lại quay về tay ông ta. Ông ta là phụ thân người Lý Quảng Nghĩa. Tư đồ Ngô Thuật ở bên cạnh nói cho Lý Vũ Quả biết, ông ta còn kể thêm để cho cậu hiểu rõ. Năm đó, Lý Quảng Nghĩa chỉ còn một tia sinh khí. Lão Phu sử dụng đủ các loại thảo dược quý giá mới miễn cưỡng giữ được tính mạng của hắn. Hắn ngủ vùi 20 năm, ngậm một hơi thở cố sống đến tận giờ. Cốt là vì có thể gặp được vợ con hắn một lần, bất luận trận chiến này thành hai bạn, tàn mệnh phụ thân ngươi chỉ đến đây thôi. Lời này của Tư đồ Ngô Thuật làm Lý Vũ Quả rất lo lắng, lại phải hướng về trận chiến giữa hai con quái vật kia. Lý Quảng Nghĩa tấn công liên tục nhưng đều bị Nạp Lan Thiết né,
Nạp Lang Thiết luôn biết tận dụng sự chậm chạp của Lý Quảng Nghĩa để tấn công. Nạp Lang Thiết đánh Lý Quảng Nghĩa đập vào bờ tường. Lý Quảng Nghĩa khụ khụ vài cái rồi lại định đứng lên, nhưng Nạp Lang Thiết không cho. Thánh nhảy đến ốp mặt Lý Quảng Nghĩa vào tường, rồi liên tục cho ông ta đập đá. Cuối cùng dùng một hơi mạnh ném Lý Quảng Nghĩa đập vào một góc. Chưa hết, Nạp Lang Thiết dùng ùn tị cuốn vào cây thương của mình một dòng nguyên khí lớn, tạo thành huyết mạch hình con rồng bắn đi. Cái đầu rồng bay uốn lượn, xẻ đôi mặt đất lao tới đập mạnh vào Lý Quảng Nghĩa. Lý Quảng Nghĩa ăn một đòn chính diện thì bắn một ngụm máu lớn. Nạp Lang Thiết vui vẻ hỏi Lý Quảng Nghĩa chỉ có chút bản lĩnh này thôi sao, yếu hơn ngày xưa nhiều rồi, không biết ai dạy làm Phan Thiết được đứng trên chiến trường gáy bẩn. Ông ta vừa nói xong thì dưới đất trồi lên những cái móng nhọn, may mà Nạp Lang Thiết còn có phản ứng nhạy, đó chính là những cái chân từ con nhện của Lý Quảng Nghĩa. Lần này ông ta không lôi ra huyết mạch thì thua ngay, đây là lần đầu Lý Vũ Quả thấy được huyết mạch của cha mình nên phải hỏi Tư Đồ Ngột Thuật đó là cái gì. Là bản mệnh huyết mạch của Lý gia ngươi, Thiên Lang Huyết Chu, một khi dùng Thiên Lang Huyết Chu, chắc chắn là sinh tử quyết chiến rồi. Trận chiến thực sự giữa hai con quái vật bây giờ mới bắt đầu. Để đáp lại cái huyết mạch Thiên Chu của Lý Quảng Nghĩa thì Nạp Lang Thiết triệu hồi huyết mạch Dragon của mình. Hai thứ sức mạnh lớn và đập vào nhau, những gì mà nó tỏa ra thôi cũng đủ làm người khác sợ hãi mà chạy nước rút. Hai con quái vật lao vào nhau, một con ôm đầu, một con ôm chân. Con rồng của Nạp Lang Thiết cắn mạnh vào một cái chân của Lang Chu, Lang Chu thì cắn mạnh vào phần cổ của con rồng. Nỗi đau trên huyết mạch là nỗi đau của hai thân chủ. Lý Quảng Nghĩa và Nạp Lang Thiết đau đớn gào lên, cả hai vẫn thi nhau cắn xé bên kia. Lang Chu của Lý Quảng Nghĩa thì gần như mất hết chân và tay. Còn con rồng của Nạp Lang Thiết thì bị cắn mất thịt liên tục. Nạp Lang Thiết hiểu ra Lý Quảng Nghĩa đang định cùng mình đồng quy vô tận, nhưng lúc này ông mới hiểu ra thì chứng tỏ ông ngu. Lang Chu nắm chặt lấy con rồng của Nạp Lang Thiết, từ chỗ bụng tụ vào dần dần một quả bom màu xanh. Tư Đồ Ngột Thuật biết đó là nội đan của huyết mạch, vội vàng kêu mọi người chạy ra khỏi đó. Siêu vụ nổ rực sáng cả một phần trời, sóng xung kích từ vụ nổ cực lớn, Đau Vô Tình và Lý Vũ Quả đứng còn không vững. Làn khói qua đi thì ta thấy được một cái hố còn rộng hơn cả hồ Lốc Nét, đã là đồng quy vô tận thì không có người chiến thắng. Nạp Lang Thiết không rõ là chết hay chưa, còn nghĩ Quả Nghĩa vẫn còn đủ sức bò đến bên cạnh xác của vợ mình. Lý Vũ Quả và Nạp Lan Mộng cũng chạy đến, hai người hai hướng. Lý Vũ Quả đứng nhìn cha mình buông hơi thở cuối cùng, ông chỉ còn kịp giao lại cây đao cho cậu như giao lại khí phách mà năm xưa ông đã từng đi buôn ba bốn phương. Đoạn này mình thấy hơi điêu vì rõ ràng lúc nãy mẹ của Lý Vũ Quả đã được người của Nạp Lan Mộng đưa đi an táng rồi mà, sao bây giờ lại nằm đây? Vấn đề quan trọng hơn bây giờ là Lý Vũ Quả đã được cùng đẳng cấp với người anh em Batman. Trận chiến kết thúc, Tư Đồ Ngột Thuật và những người còn lại khống chế những binh sĩ còn lại của Hạo Thiên Quốc. Tư Đồ Ngột Thuật không muốn gây thêm ý định thù địch trên hai nước nữa, ông ta nói rõ kẻ thù của cả hai bên là Đại Liêu, nên không cần phải lãng phí binh mã khơi lên chiến sự, mọi chuyện được xử lý gọn gàng. Lý Vũ Quả cũng làm một cái tang lễ cho cha mẹ mình. Ở thế giới này cũng đã được mấy năm, tuy là không phải do hai người ấy nuôi lớn, nhưng hai người ban cho cậu sinh mệnh. Bất luận bản thân là Lý Vũ Quả hay Lưu Mang, nó không thể thay đổi hai người vĩnh viễn là cha mẹ của nam chính, chỉ tiếc là mọi thứ đã mất. Những ngày sau đó, Lý Vũ Quả vui mình vào cơn say của rượu, cậu lấy rượu để không phải tự trách bản thân không bảo vệ được cha mẹ. Nhưng cậu đâu biết con say đang hủy hoại mình, Tư Đồ Ngột Thuật không muốn nhìn thấy Lý Vũ Quả như này mãi, dạy cho cậu một bài học để hiểu ra. Cha mẹ cậu ở dưới Hoàng Tuyền muốn nhìn thấy Lý Vũ Quả phát triển chứ không phải đi lùi như thế này. Lý Vũ Quả hiểu ra, còn rất nhiều chuyện đang đợi mình. Tương lai phía trước còn gập ghềnh hơn như thế này mà bản thân đã gục ngã, thấy thế thì ba mẹ sẽ buồn lắm, càng thống càng khổ. Thì càng phải tự nghĩ đến thứ quan trọng nhất của mình, càng phải kiên trì đến cùng. Nạp Lan Mộng ở phía Hạo Thiên Quốc cũng vậy. Tư Đồ Ngột Thuật cho Lý Vũ Quả biết Mộng Nhi ở bên kia cũng đạp lên miệng lưỡi thiên hạ, trở thành nữ đế Hạo Thiên Quốc, viết ra một cái thương nghị thư miễn chiến trong 5 năm với Đại Kim. Bây giờ mà Lý Vũ Quả thua người vợ của mình thì nhục lắm. Lý Vũ Quả đã hiểu được những thứ thâm thúy của cuộc đời, biết được bản thân bây giờ cần làm gì. Đầu tiên Lý Vũ Quả thay đổi lại bề ngoài, một bộ quần áo mới mang hồn và chất công tử hơn. Vô Ưu nhìn thấy cậu liền ùa ra như thấy một Lý Vũ Quả mới. Lý Vũ Quả xoa đầu cô bé, xin lỗi cô vì thời gian qua để cô LOLI phải lo lắng. Vô Ưu biết Lý Vũ Quả đã khỏe, liền đòi đi ăn bún cua, nhưng không có bún cũng chẳng có cua. Lý Vũ Quả đồng ý đưa cô lên con Dream Chiến đi chạy phố. Hai người đánh võng qua một con phố đông người, nghe thấy một tên trẻ trâu trên phố bảo thuộc hạ của thái tử đang bị áp tải qua đây. Lý Vũ Quả cũng tò mò nên rủ Vô Ưu đi xem. Hai tay sai của thái tử là Cửu Vĩ Hồ và cô gái bí ẩn tên là Quỷ Cơ bị giam trong một cái lồng lòng. Người dân thấy họ liên giáp rau củ quả đến để xả cơn tức giận. Quỷ Cơ nuốt một vòng thì thấy Lý Vũ Quả và Vô Ưu, tức giận chửi bới thì một ngày sẽ thoát ra và giết Lý Vũ Quả. Cửu Vĩ Hồ cũng muốn cắn xé Lý Vũ Quả lắm nhưng không được. Lý Vũ Quả vui vẻ trêu tức hai con hàng đã qua sử dụng. Đêm đến, ở phòng của Tư Đồ Ngột Thuật, trước khi ngủ thì ông được Vương Trưng Tẩm bổ cho một ít thuốc thảo dược. Tình hình sức khỏe dạo này của Tư Đồ Ngột Thuật càng lúc càng tệ. Bản thân Tư Đồ Ngột Thuật cũng biết mình còn trên trần thế không bao lâu nữa. Vương Trưng buồn bã cho Tư Đồ Ngột Thuật biết chỉ còn nửa năm. Tư Đồ Ngột Thuật cũng không ngờ mình chỉ còn có nửa năm, vậy thì công việc quan trọng nhất bây giờ của ông là tìm người kế vị. Vương Chuẩn lên đề xuất những người có đủ đẳng cấp để đảm đương trọng trách này, đầu tiên là Dương Huyền Vũ, Tống Thanh Long và còn có cả Lý Vũ Quả.
Tư Đồ Ngột Thuật thấy nó cũng hợp lý, quyết định để Độc Thích và Vô Diện Giả theo Dương Huyền Võ. Kiếm Vô Tâm và Đao Vô Tình qua bên Tống Thanh Long, còn hai con mụ hồi sáng bị Lý Vũ Quả trêu là Quỷ Cơ và Cửu Vĩ Hồ sẽ được nhượng lại cho Lý Vũ Quả. Kỳ hạn sẽ là nửa năm, trong ba người ai là kẻ giỏi nhất, người đó sẽ lên làm vua. Vài ngày sau, Lữ Phi Long đem Cửu Vĩ Hồ và Quỷ Cơ đến cho Lý Vũ Quả. Nhìn Cửu Vĩ Hồ, có thể làm với anh gác ngục vừa mới lau bugi hay sao ý? Lữ Phi Long nói với Lý Vũ Quả đây là tướng gia bảo mình đem cho cậu, muốn xử lý như thế nào thì xử, rồi anh ta rời đi, bỏ lại Lý Vũ Quả vẫn còn đang hoài nghi. Tự nhiên Tư Đồ Ngột Thuật lại đem bọn họ cho mình, lại định giở trò gì đây? Lý Vũ Quả bước tới gần Cửu Vĩ Hồ và Quỷ Cơ, cậu cởi bỏ cái khăn khóa mồm Cửu Vĩ Hồ ra. Vừa mới được mở mỏ là Cửu Vĩ Hồ đã chửi thẳng vào mặt Lý Vũ Quả, hẹn một ngày sẽ tiễn cậu xuống dưới suối vàng. Lý Vũ Quả chẳng quan tâm Cửu Vĩ Hồ nói cái gì, cậu chỉ 5 năm vào cái đuôi ở sau cô ta. Lý Vũ Quả thử vuốt ve nó, bất ngờ với sự mềm mại, nhột nhột sung sướng khó tả, chỉ có một vấn đề là lâu quá chưa tắm, phải đi tắm rửa. Lý Vũ Quả gọi người đến, bảo hộ tắm cho Quỷ Cơ và Cửu Vĩ Hồ sạch sẽ, rồi đem vào phòng Lý Vũ Quả làm các bước tiếp theo. Quỷ Cơ và Cửu Vĩ Hồ được tắm sạch sẽ, gọn gàng thơm mọng từ đầu đến chân, một hai lớp vải không thể che đi sự nóng bỏng hút hồn, anh em không tin thì sờ thử vào màn hình mà xem. Cửu Vĩ Hồ tò mò không biết Lý Vũ Quả muốn giở trò mèo gì đây. Lý Vũ Quả xuất hiện giải đáp cho nghi ngờ của Cửu Vĩ Hồ, họ chỉ cần tắm rửa cho cậu, giúp cậu tắm thì cậu sẽ mở gom cùng cho. Cửu Vĩ Hồ tin lời Lý Vũ Quả, nói lời phải giữ lấy lời, mấy người vào tắm cho nhau, vừa tắm vừa đợi đến tập sau. Chàng trai này là Lý Vũ Quả, cậu vừa góp một phần công không hề nhỏ để cứu một đất nước, nay được hoàng đế thưởng cho hai cô vợ đã sinh đã ngọt rồi lại có bằng loại xuất sắc nghề sửa xe, bảo dưỡng các loại, nghĩ thôi là đã thấy Lý Vũ Quả may mắn rồi, nhưng mà hoa hồng thì thường có rất nhiều gai, liệu chàng trai may mắn này có bị một phát vặt luôn không? Chúng ta tiếp tục tập trước. Lý Vũ Quả ra điều kiện với Quỷ Cơ và Cửu Vĩ Hồ là tắm cho cậu thì sẽ được tháo gông. Hai người vui vẻ tin lời Lý Vũ Quả, nhảy vào bồn tắm cho cậu, cả hai cùng nhau lau, kỳ mọi ngóc ngách. Cửu Vĩ Hồ vừa ngại vừa tức, đang lau thì phát hiện sau lưng Lý Vũ Quả và trên người có nhiều vết sẹo. Hỏi mới biết đây đều là những vết thương vì bảo vệ bằng hữu người thân gia đình mà Lý Vũ Quả yêu quý. Tuy kết cục chẳng được như ý muốn, nhưng Lý Vũ Quả sẽ luôn toàn lực bảo vệ mạng sống của bọn họ, và nếu Cửu Vĩ Hồ và Quỷ Cơ nguyện ý theo nam chính, cậu cũng sẽ bảo vệ các người như vậy. Cửu Vĩ Hồ và Quỷ Cơ nghe mà xúc động, có lẽ đây là lần đầu tiên có người cho bọn họ một cảm giác là nhà, một cảm giác an toàn đến khó tả. Sao ngơ ra cả vậy, ở đây có chút bạc và tờ danh sách này, các ngươi sáng mai đi mua giúp ta chút đồ, Lý Vũ Quả nói rồi đứng lên. Cửu Vĩ Hồ thấy công việc này quá nhẹ, hỏi còn có làm thêm cái gì để tăng ca không. Lý Vũ Quả không đòi hỏi gì thêm, nếu không muốn mua thì có thể lấy số tiền đó tìm một nơi tốt để trốn. Quỷ Cơ cũng khá bất ngờ với sự tốt bụng của Lý Vũ Quả, đây là mình đoán, chưa từ lúc Quỷ Cơ thấy Lý Vũ Quả đứng lên nhìn khẩu súng trong quần cậu mà cô không chớp mắt. Sáng hôm sau, Cửu Vĩ Hồ đi mua đồ mà Lý Vũ Quả viết trên danh sách. Cô không hề biết trong góc tối còn có hai thằng khỉ đang theo dõi, đó là Dương Huyền Vũ và Tống Thanh Long. Đây là hai tên đua top với Lý Vũ Quả để lên làm vua. Bọn chúng đang định thôi miên Cửu Vĩ Hồ bằng nhiếp hồn châm để gián tiếp xử lý Lý Vũ Quả. Nói là làm. Tống Thanh Long đi ra chặn đường Cửu Vĩ Hồ lại, nói lăng nhăng một vài câu để cô ta mất cảnh giác. Dương Huyền Vũ chơi kiểu rùa, bí mật phi cái nhiếp hồn châm từ đằng sau. Cửu Vĩ Hồ bị nhiếp hồn châm khống chế tinh thần, cứ như thế bước tới quân cơ đường, một mạch lừa Lý Vũ Quả, nhảy vào chọc cho cậu một nhát dao chí mạng. Lý Vũ Quả rất bất ngờ nên không thể xử lý kịp, Cửu Vĩ Hồ xoay con dao lên rồi một nhát lấy đầu cậu, không ngờ nam chính chết một cách thê thảm, thế là chuyện hết, mà hết trong chưa đầy một giây. Cửu Vĩ Hồ đem đầu của Lý Vũ Quả đến miếu thổ địa, Dương Huyền Vũ và Tống Thanh Long đã đợi sẵn ở đây, thấy cái đầu của Lý Vũ Quả được đem tới thì thống khoái cười. Tống Thanh Long xin lỗi Lý Vũ Quả, nếu cậu không cản đường lên làm vua của hai người họ thì đâu có ngày hôm nay. Tống Thanh Long mở cái túi ra xem đầu Lý Vũ Quả, ai ngờ cả hai xem thì thấy sai sai, đây là cái đầu gối chứ không phải đầu người. Hai thanh niên vẫn lú như con cú, đột nhiên có một quả bom bay tới, nổ nát cả góc nhà, may mà hai thằng cu nhảy ra kịp, vừa ra thì đã vội vàng lấy vũ khí. Xem thằng nào vừa định ám sát mình, quay ra mới biết là Lý Vũ Quả. Tống Thanh Long bất ngờ khi biết Lý Vũ Quả vẫn còn sống. Tất nhiên rồi, Lý Vũ Quả mà chết thì làm gì còn chuyện mà review. Cậu tức giận hỏi hai thằng cu tại sao lại muốn giết mình cho dù không thù không oán. Vì ngươi chồng trướng mắt, vì tướng gia muốn truyền vị cho ngươi. Dương Huyền Vũ cầm cây phóng lợn tới tấn công Lý Vũ Quả. Lý Vũ Quả bình tĩnh, chém một đường kiếm nhẹ đẩy lùi hắn lại, nể tình tướng gia. Hôm nay cậu sẽ tha cho hai tên trẻ trâu chưa biết trời cao đất rộng, nhưng nếu có lần sau thì bọn chúng sẽ bị chia làm đôi giống như cái nhà này vậy. Lý Vũ Quả cùng hai con vợ rời đi. Tống Long Thành và Dương Huyền Vũ cay cú nhưng không làm được gì, giờ mà gạ đò Lý Vũ Quả tiếp là về với trời ngay. Cửu Vĩ Hồ đi cùng với Lý Vũ Quả cứ thắc mắc tại sao không giết luôn bọn chúng, chúng là thuộc hạ được tướng gia trọng dụng, nếu ta giết chúng, Đại Kim sẽ mất đi hai nhân tài, Lý Vũ Quả nói. Ở một cái gốc cây gần đó, Tư Đồ Một Thuật và Lữ Phi Long đã quan sát hết tất cả. Tư Đồ Một Thuật không ngờ hai ái tướng của mình lại thua Lý Vũ Quả. Thật ra cũng không bất ngờ lắm,
vì Lý Vũ quả là con sói chém giết qua bao trận mà sinh tồn, còn bọn kia chỉ là lũ mèo nhà được cưng chiều, yếu như con cuốn chiếu là đúng rồi. Tuy hai thằng cu tiến lên được võ hoàng, nhưng đảm bảo đến cả một con khôn lỗi của Lý Vũ quả đánh cũng không lại. Sơ đồ một thuật thở dài một hơi, đã đến lúc ông ta bắt đầu đề thi thứ hai. Trời trở về tối, Lý Vũ quả làm vài ly rượu để xóa nhòa đi nỗi nhớ Nạp Lan Mộng, Cửu Vĩ Hồ lo lắng đem tới cho cậu ta một bát cháo để ăn tạm. Ai ngờ Lý Vũ quả uống say quá, chẳng biết ai với ai, cứ tưởng Cửu Vĩ Hồ là Nạp Lan Mộng, ôm chặt cô ta không buông, hỏi han quan tâm Cửu Vĩ Hồ như là Nạp Lan Mộng. Cửu Vĩ Hồ xúc động, ước mình sau này có được một người chồng cũng yêu thương mình sâu đậm như thế này. Lý Vũ quả quá nhớ Nạp Gian Mộng. Cửu Vĩ Hồ cũng chẳng biết làm gì, giúp cậu ta vơi đi nỗi nhớ và nỗi sầu ra giết, hai người cứ thế va đập vào nhau mà chẳng biết ai là ai. Đến sáng hôm sau, Lý Vũ quả tỉnh dậy ở trên giường, vừa mở mắt là đã gọi Mộng Nhi, quay ra xem thì thấy đấy là mơ, hỏi tại sao giấc mơ này chân thật đến thế, đau lưng suy thận quá. Ở ngoài cửa phòng ngủ Lý Vũ quả, Cửu Vĩ Hồ và Quỷ Cơ đứng quan sát cậu ta. Quỷ Cơ hỏi tại sao Cửu Vĩ Hồ không nói cho Lý Vũ quả biết người thực sự tối qua ngủ với cậu ta. Cửu Vĩ Hồ buồn trong lòng một chút chút, nói mình chỉ là một kỹ nữ, sao xứng với ngày ấy được, có thể được ở bên ngày ấy cũng đã thấy đủ lấp đầy tình cảm trong trái tim rồi. Vài tháng sau, Đại Kim nhận một tin dữ, Tư Đồ Một Thuật vội vàng gọi Lý Vũ Quả, Dương Huyền Vũ và Tống Thanh Long tới, thông báo chuyện mình vừa nhận được tin Đại Liêu phái cả Triệu Hùng Sư đến biên cương, chuẩn bị công đánh Đại Kim, đại địch trước mắt, ông ta muốn ba người ra chiến trường, cũng coi như một phần thi cho cả ba. Xem xét ở trên bản đồ, có ba chiến trường chính, một là Hồng Hải, trên Hồng Hải không chỉ có thủy quân Đại Liêu, còn có rất nhiều hải tặc, bảo vệ được nơi này nghĩa là bảo vệ được doanh trại quân sự của Đại Kim. Thứ hai là Nam Cốc, có 20 vạn binh sĩ Đại Kim quốc trấn thủ ở đấy, nhưng phải chống đỡ 40 vạn đại quân của Đại Liêu. Nơi cuối cùng là Bình Tân, nơi này vốn là nội địa Đại Kim, hiện bị Đại Liêu chiếm lĩnh, bắt buộc trong vòng một tháng phải đoạt được về. Tống Thanh Long đứng lên nhận chỗ trước, nói bản thân Tống gia đời đời sống trên biển, lại có 8.000 thủy quân sẵn sàng điều động, Hồng Hải xin giao cho hắn. Dương Huyền Vũ cũng đứng lên theo, nhận chỗ Nam Cốc, nói chỗ đó địa thế phức tạp, nhưng có thể phát huy sở trường binh pháp của mình. Tư Đồ Một Thuật đồng ý cho hai con hàng nhận chỗ mình muốn. Lý Vũ Quả nghĩ bụng mà cay, Nam Cốc địa thế hiểm yếu, dễ thủ khó công, còn vịnh Hồng Hải vì phòng hải tặc nên lấp đầy pháo đài, hai tên khỉ này chọn miệng nó hai nơi đơn giản nhất rồi. Lý Vũ Quả cay đắng chấp nhận nhận phần khó nhất là Bình Tân Quan, thống lĩnh 10 vạn tinh binh đoạt lại nó, chọn chỗ đánh nhau đã xong. Thời gian cấp bách nên Tư Đồ Một Thuật kêu bọn họ lập tức đi xuất phát. Xong việc nhưng Lữ Phi Long vẫn thấy không ổn, Hồng Hải và Nam Cốc còn dễ bàn, nhưng Bình Tân Quan cả Tư Đồ Một Thuật cũng chưa từng đánh đến. Anh ta tự hỏi liệu Lý Vũ Quả có ổn không? Ổn hay không thì kệ cụ Lý Vũ Quả thôi chứ biết sao giờ, Tư Đồ Một Thuật đã hết cách rồi, và lại bệnh tình của ông càng ngày càng nặng, Đại Liêu đến cũng rất đúng lúc. Chuyện chuyển cảnh đến Hạo Thiên Quốc, Nạp Lan Mộng lên ngôi nữ đế, vẫn luôn ngày ngày quan sát đại quân của mình tập luyện, Bạch Chỉ Phiến bây giờ cũng lên chức thừa tướng, đã giúp làm Lan Mộng gạt bỏ hết những thế lực mưu phản trong kinh thành, đến nay Hạo Thiên Quốc đã không còn ai dám phản đối Nạp Lan Mộng nữa. Thiên Lang vậy cũng đã mở rộng lên 20 vạn, Bạch Chỉ Phiến đề nghị với Nạp Lan Mộng nhân lúc Đại Kim Quốc đang phải điều binh khiển tướng chuẩn bị cho cuộc chiến với Đại Liêu. Bọn họ sẽ cầm đại quân tiến sang hút trọn Đại Kim, tất nhiên là Nạp Lan Mộng không cho, nói lớn một câu cho Bạch Chỉ Phiến hiểu, Bạch Chỉ Phiến ngậm ngùi tuân lệnh. Ai mà chả biết trong lòng hắn cay đỏ rái, sự tham lam và đố kỵ của Bạch Chỉ Phiến bây giờ đã rất lớn, hắn sẽ lại ấp ủ âm mưu đoạt Hạo Thiên Quốc từ tay Nạp Đạn Mộng. Đi lòng vòng nãy giờ thì chúng ta trở về với Lý Vũ Quả, cậu đã bắt đầu xuất phát cùng 10 vạn đại quân, đi đến lúc trời tối thì cắm trại trong một khu rừng nhỏ. Đêm đen lắm sầu, Lý Vũ Quả và Phương Thông Hành làm một hai chai cồn giải sầu. Phương Thông Hành đồng ý nhưng uống rượu không thế này anh ta thấy thiếu, ngỏ ý ra ngoài tìm một ít mùi lắm. Lý Vũ Quả cũng thấy đúng, thế là cả hai chia nhau ra đi kiếm ít mùi rừng về ăn. Lý Vũ Quả loanh quanh thế nào lại tìm được một cái hồ, tính kiếm chút cá nướng về ăn, đột nhiên phát hiện bên hồ có quần áo của nữ nhân. Biết là thất lễ nhưng vẫn phải xác nhận xem có phải kẻ khả nghi hay không, đoạn này mình sẽ chứng minh cho Lý Vũ Quả là không hề có ý nhìn trộm. Lý Vũ Quả vén bụi cỏ ra, một cô gái xinh xắn, vẻ mặt cùng vóc dáng thân quen đang tắm ở trong lòng hồ, thì ra đó là Vô Ưu. Vô Ưu khá là nhạy bén, thấy sột soạt ở bụi cây bên cạnh, quay đầu lại nhìn thì phát hiện có người nhìn lén, vội vàng tát nước vào mặt Lý Vũ Quả. Lý Vũ Quả hốt hoảng nói lớn là mình. Đến lúc này Vô mới bình tĩnh lại, trông lại còn vui vẻ khi thấy Lý Vũ Quả, nhưng Lý Vũ Quả không vui, hỏi tại sao Vô Ưu lại ở đây. Cứ ở ngoài trong phủ muội chán lắm rồi, muội lừa cha bảo đến nhà tổ mẫu, rồi lẻn vào quân đoàn của huynh, Vô Ưu ngại ngùng nói. Lý Vũ Quả cạn lời, không ngờ một cô gái ngoan như Vô Ưu cũng đã học cách lừa cả cha mình để ra ngoài chơi. Hai người nhìn nhau một vài giây, Vô Ưu nhớ ra là mình bị Lý Vũ Quả nhìn lúc đang tắm, ngại ngùng quay lại rồi tra khảo cậu có phải thấy hết rồi không. Lý Vũ Quả xanh mặt bác bỏ, lấy lý do đêm hôm khuya khoắt, mắt lại cận nên không thấy rõ cái gì, mông thì nói nhưng đầu đã nghĩ về cảnh lúc nãy, để nhận xét về Vô Ưu thì mông vẫn chưa phát triển hết, nhưng chắc là dồn vô cái ở trên hết rồi. Huynh đệ, ta săn được con heo rừng, bên đệ kiếm được gì ăn chưa?
Phương Thông Hành đột nhiên xuất hiện làm Đi Vũ Quả giật mình. Phương Thông Hành lại đến không đúng lúc rồi. Đêm hôm khuya khoắt, anh em đi lòng vòng và phát hiện có một cô bé LOLI đang trần truồng tắm trước mặt mình thì anh em sẽ làm gì? Anh em không có sự lựa chọn. Vì tôi biết anh em sẽ làm gì, chàng trai này cũng được có cơ hội để trả lời câu hỏi như vậy. Nhưng anh là chính nhân quân tử, làm gì có cái chuyện mà làm gì. Mà quan trọng hơn là anh em làm gì có cơ hội đó. Nhưng nam chính của chúng ta hôm nay thì có, vậy anh đã làm gì và xử lý tình huống đó như thế nào? Chúng ta tiếp tục tập trước. Lý Vũ Quả bất ngờ gặp Vô Ưu ở trong rừng, mà lại gặp trong tình huống cô bé đang tắm, được chiêm ngưỡng trước bao thằng thân thể chỉ nạp năng lượng vào hai quả bùi. Nhưng đen thế nào Phương Thông Hành lại đến không đúng lúc. Lý Vũ Quả không muốn Phương Thông Hành nhìn thấy Vô Ưu trong trạng thái có mỗi mảnh vải mỏng che thân. Cậu vội vàng nhảy xuống hồ ôm lấy cô bé, nói dối rằng mình định bắt mấy con cá để về nhắm, kêu Phương Thông Hành cứ về trước để mình mò cua đã. Phương Thông Hành đồng ý rồi rời đi trước. Lúc này Lý Vũ Quả mới thở phù một hơi, thả lỏng Vô Ưu ra. Vô Ưu được Lý Vũ Quả ôm chặt nên rất ngại, còn thấy tò mò hơn tại vì trong quần Lý Vũ Quả có cái gì đó mà cứ chọc chọc vào người cô, lại còn bảo hồi nãy hình như nó đâm vào hơi đau. Lý Vũ Quả ngại quá không biết nói thế nào để xua tan đi tính tò mò của trẻ vị thanh niên mới lớn, nói bóng gió đó là cái đồ để đánh lửa. Ủa anh ơi, đồ đánh lửa còn biết cử động sao? Một vài ngày sau hoặc là sáng hôm sau, Lý Vũ Quả chuẩn bị một ít đồ nóng làm hành trang cho anh em trong đại quân, có món này thì lấy bình tần quan dễ như trở bàn tay. Phương Thông Hành còn chưa biết sự lợi hại của kẹo đồng, Lý Vũ Quả liền test cho anh ta xem, cậu bắn vài viên lên trời. Sau vài giây thì có mấy con chim rơi từ trên trời xuống, Phương Thông Hành bắt chữ A mồm chữ O, có món này thì nhiệm vụ dễ quá rồi. Ta cũng chỉ gom được 1.000 khẩu mà thôi, đối với việc nâng cao thực lực quân đội cũng có hạn, muốn công phá Bình Tân Quan còn phải dựa vào sách lược. Lý Vũ Quả dập tắt sự vui sướng của Phương Thông Hành, súng trên A Lý Mama cũng rất đắt, cậu đâu có thể mua đủ cho tất cả người trong quân doanh. Lý Vũ Quả đưa sẵn cho Phương Thông Hành một tờ giấy có ghi thao tác sử dụng súng, nhờ Phương Thông Hành hướng dẫn tướng sĩ chăm chỉ tập luyện. Còn bây giờ Lý Vũ Quả phải đến Tiên Hồ Lầu ở tiểu trấn gần đây để xử lý một chút chuyện, nghe đến cái tên Tiên Hồ là Phương Thông Hành đã thấy nghi nghi. Liệu Lý Vũ Quả có đi động tiên trong lúc đang chiến sự nghìn trùng không? Lý Vũ Quả xóa sạch những suy nghĩ bậy bạ của Phương Thông Hành đi. Cậu ta đến đó 100% chỉ là để vào trong do thám tình hình thôi, tình hình sức khỏe của cô nào thì chưa biết. Cuộc nói chuyện của Lý Vũ Quả và Phương Song Hành đã được Vô Ưu nghe thấy. Cô bé rất tò mò Lý Vũ Quả đi đến Tiên Hồ Lầu để làm cái gì. Lý Vũ Quả đến Tiên Hồ Lầu, theo tin tình báo của cậu được biết, trong Tiên Hồ Lầu này có ẩn thám tử Đại Liêu, công việc của Lý Vũ Quả bây giờ là phải tìm ra cô ta. Lý Vũ Quả giả dạng, rồi dùng thiên nhãn thông dò xem, lướt ánh mắt nhìn thì cậu phát hiện có một cô gái có dấu hiệu, cô xăm một cái hình ở cổ, đoán chắc 100% là thám tử Đại Liêu. Lý Vũ Quả tiếp cận cô nàng, một cô hồ ly tên là Hồ Tam Đoá, cái giá để bay tàu nhanh với Hồ Tam Đoá một đêm là rất cao, không có 10 linh thạch thì lượn. Nhưng linh thạch đối với Lý Vũ Quả chỉ là đá ở trên đường, cậu mang một viên vừa to vừa sáng ra trả giá Hồ Tam Đoá, thành công có được một đêm lên đỉnh Everest với. Hai người dắt nhau vào phòng, cách đó không xa, Vô Ưu giả dạng làm con trai đã quan sát thấy tất cả. Cô bé không hề muốn Lý Vũ Quả rơi vào tay nữ nhân khác, nhưng Vô Ưu không thể chạy theo được, cô bị những kỹ nữ khác bám lấy. Lý Vũ Quả ở trong phòng với Hồ Tam Đoá, cậu bị sự cuốn hút của cô đẩy lùi, rồi còn được thử sữa rửa mặt chính hãng. Lý Vũ Quả không chịu nổi nữa, lật Hồ Tam Đoá lại, vừa vào việc vừa hỏi cô có nghe tin gần đây Đại Liêu sắp đánh Đại Kim không. Hồ Tam Đoá giả vờ không hiểu Lý Vũ Quả đang nói cái gì. Lý Vũ Quả hiểu được cô nàng này đang bướng, thế là cậu phải nướng sâu hơn. Hai người đang định bung lụa thì Vô Ưu phi vào, nói toẹt ra làm Lý Vũ Quả bị lộ thân phận. Hồ Tam Đoá phát hiện người đàn ông trước mặt mình là Lý Vũ Quả, nhưng bây giờ mới phát hiện thì đã muộn. Lý Vũ Quả kề dao vào cổ Hồ Tam Đoá rồi bịt mồm cô lại, nếu để cô ta la lên thì những đồng bọn ở gần sẽ phát hiện ra cậu ngay. Lý Vũ Quả uy hiếp Hồ Tam Đoá nói những thông tin liên quan đến việc Đại Liêu quốc động binh, Đại Liêu nhiều năm gặp đại nạn, đồng ruộng khô cằn thất thu, nhân dân đói khổ lầm than. Nữ vương hạ lệnh chiến nuôi chiến, công đánh kho lương Đại Kim màu mỡ để cứu lấy Đại Liêu. Lý Vũ Quả lại hỏi tiếp binh lực trong Bình Tân Quan thế nào. Trong Bình Tân Quan có 10 vạn đại quân, tường thành lắp đầy pháo và máy bắn đá, do Trấn Nam Vương một trong bát đại vương ra Đại Liêu trấn thủ, Trấn Nam Vương sở trường dùng binh phòng ngự. Không có 50 vạn binh sĩ tuyệt đối đừng mơ lấy được Bình Tân Quan. Hồ Tam Đoá nói xong thì rút nhanh con dao ra, muốn giết Lý Vũ Quả nhưng không được. Lý Vũ Quả cửa một nhát tiễn Hồ Tam Đoá đi luôn. Vô Ưu ở gần đó thấy được cảnh tượng này, cũng có một chút cảm giác sợ hãi. Lý Vũ Quả xin lỗi cô bé vì đã để cô thấy cảnh này. Lý Vũ Quả và Vô Ưu rời khỏi Tiên Hồ Lâu, trước khi đi thì cậu làm một con khôi lỗi giống y chang như Hồ Tam Đoá để tránh đánh rắn động cỏ. Mà có một vấn đề quan trọng hơn Lý Vũ Quả muốn nói với Vô Ưu, có thể ở đây có cách trị cửu âm tuyệt mạch của cô bé. Vô Ưu không tin, tư đồ ngột thuật ra Bắc và Nam cũng không chữa được, tiểu trấn hẻo lánh này sao lại có cách chứ? Biết nói bằng lời không thể giải thích được, Lý Vũ Quả dẫn cô bé đến Tống Thị Y Quán, nơi có thần y có thể giúp được Vô Ưu giải quyết cửu âm tuyệt mạch. Hai người mở cửa đi vào, Lý Vũ Quả hỏi Tống Y Tiên có ở đây không, đền cho họ là Tống Y Tiên không có ở nhà, chỉ có vợ ông ấy là Tống Lão Thái đang phơi thuốc.
Tống Lão Thái định kêu hai người Lý Vũ Quả về ngày khác, quay lại thì thấy Lý Vũ Quả mắc bệnh khá nặng, tâm mạch ứ đọng. Lý Vũ Quả không ngờ lão bà lại biết, từ hồi đại chiến với Nạp Lan Thiết, khí tức trong cơ thể luôn hỗn loạn, chu vi của Lý Vũ Quả chững lại không thể tiến thêm được. Vô Ưu Thủy lão thái bà nói Lý Vũ Quả mắc bệnh nặng liền lo lắng, lão bà trấn an cô bé, nói Vô Ưu còn nặng hơn, e là không sống được bao lâu. Lý Vũ Quả nhìn thấy tia hy vọng, xin lão bà cứu mạng của Vô Ưu, thái bà rất khiêm tốn, đồng ý giúp cô bé, giúp được gì thì giúp. Lý Vũ Quả và Vô Ưu theo thái bà vào trong nhà, cậu nhìn ra ngoài vườn của Tống Viện Y, không ngờ một y quán xa xôi này mà lại có nhiều dược liệu quý hiếm như vậy. Vào trong nhà, thái bà xem qua tình hình sức khỏe của Vô Ưu, phát hiện ra cô là cửu âm tuyệt mạch, bà bất ngờ đến đền cả mặt. Lý Vũ Quả lo lắng hỏi có cách chữa không. Vết thương ở tim gây tắc nghẽn tâm mạch, không cần dùng thuốc, vết thương ở tim tự lành lại, chứng ngại đó tự nhiên sẽ được giải, chỉ là tiểu cô nương kia thì khó đấy. Khó có nghĩa là vẫn còn cách giải. Lý Vũ Quả đang định mở mồm ra xin cách thì Tống lão đầu, chồng của thái bà về. Ông ta vừa nhìn là đã biết Vô Ưu là cửu âm tuyệt mạch và là hậu duệ nhà Mộ Dung. Vô Ưu nhớ lại, xác nhận đúng mẹ mình là thuộc dòng tộc Mộ Dung. Mộ Dung gia là thế gia tu luyện đầu tiên ở Đại Kim, chỉ tiếc là chịu ảnh hưởng của cửu âm tuyệt mạch, cứ đến 20 tuổi huyết mạch đoạn mà chết. Tuyết Liên cực bắc chi địa có thể chữa khỏi, nhưng Tuyết Liên trong năm khó gặp, e là căng. Tổng lão đầu buồn rầu âu sầu cúi đầu nói, Lý Vũ Quả hỏi có còn cách nào khác không? Vẫn còn một cách nhưng nó khá căng, Lý Vũ Quả sẽ phải lấy tim của một con hùng thú cực mạnh, tim của nó có một khối cửu âm linh ngọc, có thể khôi phục huyết mạch đứt đoạn. Cái khó nữa là con hung thủ kia ở Thiên Thần Sơn, mà Thiên Thần Sơn là lãnh thổ Đại Liêu, cần vượt qua Bình Tân Quan. Lý Vũ Quả biết được độ nguy hiểm và khó khăn nhưng vẫn quyết tâm lấy được cửu âm linh ngọc. Vũ Quả ca ca, nguy hiểm lắm, không phải vẫn còn 5 năm sao, chỉ cần có thể cùng huynh mỗi ngày là muội tọa nguyện rồi. Lý Vũ Quả hiểu được nỗi khổ của Vô Ưu, Tống lão đầu một bất ngờ khi biết chàng trai trước mặt mình là Lý Vũ Quả. Không biết có phải vì ông ta hâm mộ cậu là anh hùng của Đại Kim không, trời cũng đã tối nên Tống lão đầu mời hai anh em Lý Vũ Quả vào ăn cơm. Trước khi vào mâm thì Tống lão đầu giới thiệu con nuôi của mình tên là Tiết Thanh Chiếu cho Lý Vũ Quả biết. Lý Vũ Quả nhìn qua, liếc con mắt là biết người này thân phận không hề đơn giản. Cậu thử dùng Thiên Nhãn Thông để xem, ai ngờ trên người hắn ta còn có long khí, đặc biệt còn là họ Tiết. Cậu trực tiếp hỏi Tiết Thanh Chiếu có phải là con của vua Đại Liêu không. Tống lão đầu không giấu được nói đó là đệ đệ của Đại Liêu nữ vương. Năm đó Tống lão đầu nhặt được một cậu bé trôi sông, trong chiếc nôi còn có một bức thư của Hắc Hoàng để lại. Vì do thông tin về thân phận biết thế nên Tống lão đầu nhận cu em làm con nuôi. Trên người Tiết Thanh Chiếu còn có huyết ngọc là bằng chứng thân phận huyết thống Đại Liêu, người đáng nhẽ ra thừa kế hoàng vị của Đại Liêu là Tiết Thanh Chiếu. Trong lòng hắn ta cũng cay cú lắm nhưng biết phải làm như thế nào bây giờ. Lý Vũ Quả nhìn là biết người này trong lòng có dã tâm rất lớn, cũng giống như Diệp Quỳnh lúc đầu vậy. Điều đó thôi thúc Lý Vũ Quả phải có bằng được Bình Tân Quan. Trước khi kết thúc bữa cơm để về nhà thì Lý Vũ Quả nói với Tống lão đầu là mình ở nhà trọ gần đây, nếu có cách gì hay thì cứ alo. Đến tối, Lý Vũ Quả đứng đợi ở ngoài cửa. Thật ra lúc nãy cậu nói địa chỉ nhà với Tống lão đầu chỉ là để cho Tiết Thanh Chiếu biết, tất cả đã nằm trong tính toán của nam chính rồi. Tiết Thanh Chiếu đứng là mò đến thật, hắn tìm đến đây là muốn hợp tác cùng Lý Vũ Quả lấy lại ngai vàng đáng lẽ ra là của mình. Nếu có thể thì Tiết Thanh Chiếu có thể giúp Lý Vũ Quả lấy được Bình Tân Quan. Lý Vũ Quả cũng bất ngờ vì Tiết Thanh Chiếu lại có cách lấy được Bình Tân Quan. Ta là đại phu của Trấn Nam Vương, ta có thể dẫn ngươi vào để mai dịch dung thành Trấn Nam Vương, đến lúc đó thủ quân Đại Liêu đều nghe theo mệnh lệnh của người. Tiết Thanh Chiếu nói ra một kế hoạch rất hay, Lý Vũ Quả chốt đơn, nếu thành công thì cậu sẽ giúp hắn lấy lại ngôi vương. Nơi nào có đói khổ lầm than nơi đó ắt sẽ có chiến tranh, nổi dậy, cướp bóc. Nam chính của chúng ta cũng phải sống trong cái hoàn cảnh như vậy, cuộc sống của anh chưa bao giờ là ổn. Lúc thì phải chăm sóc cái máy dập, lúc thì phải đi lo chiếm đánh nơi này, bảo vệ nơi kia. Vậy anh là ai? Và tương lai anh sẽ trôi về cái bến nước nào? Chúng ta tiếp tục tập trước, Lý Vũ Quả đến một con thôn hẻo lánh nhưng kiếm được rất nhiều kèo ngon. Cậu biết được cách chữa bệnh cho Vô Ưu, lại còn có thể hợp tác với người biết được làm thế nào để lấy Bình Tân Quan một cách dễ dàng. Mà chuyện của cậu dễ quá nên bỏ qua. Cảnh chuyện chuyển đến Hoàng Cung Kinh Thành Hạo Thiên Quốc, vì dạo này tình thế thay đổi thất thường. Nạp Lan Mộng phải ký hiệp ước với hải tặc, tên cầm đầu trong đó là Yamatego Menma sai khó đọc khó nên mình sẽ gọi là Mate Gay. Hiệp ước quy định Hạo Thiên Quốc sẽ là nơi hải tặc đậu đỗ thuyền, đổi lại lãnh hải của Hạo Thiên cũng sẽ do lũ hải tặc bọn chúng bảo vệ. Mate Gay nắm trong tay một thế lực rất mạnh nên hắn vô cùng kiêu ngạo, bản thân hắn cũng đã rất mạnh rồi. Mate Gay rời đi. Bạch Chỉ Phiến vội hỏi tại sao phải liên minh với hải tặc. Hắn không đơn giản chỉ là một hải tặc đâu, 12 tuổi đã thống lĩnh 80 vạn hải quân trở thành bá chủ hải dương, tàn nhẫn và độc ác, mới 26 tuổi đã là thượng vị võ vương. Nạp Lan Mộng nói, những gì làm Lan Mộng nhận xét về con quái vật diện Mate Gay rất đúng, nếu không phải hắn cần một cái bến đỗ, thì làm gì liên minh với Nạp Lan Mộng. Chuyện Nạp Lan Mộng liên minh với hải tặc đã đến được tai của Tư Đồ và Lữ Phi Long, Tư Đồ một thuật rất lo lắng, Hạo Thiên tích trữ binh lực lớn, e là sắp có chuyện, cũng không biết là cử binh đánh Nam hay là công đánh Đại Kim. Dù Hạo Thiên Quốc đã ký hiệp nghị miễn chiến 5 năm với Đại Kim, nhưng Tư Đồ một thuật biết,
một tờ giấy không thể ngăn cản được dã tâm lớn, huống chi người ta còn hơn kèo, kể cả đại kim đang nóng trong tay Lý Vũ Quả, cũng không thể giữ được sự hấp dẫn của quyền lực trước mắt. Tư đồ Mộ Thuật nghĩ xuôi, hạ lệnh phong tỏa tất cả tin tức về Hạo Thiên Quốc, tuyệt đối không thể để Lý Vũ Quả biết, để cậu ta đoạt lại Bình Tân Quan rồi mới nói. Lúc này Lý Vũ Quả vẫn đang thực hiện kế hoạch để lấy được Bình Tân Quan, đầu tiên cậu theo chân Tiết Thanh Chiếu, đến chữa bệnh cho Triệu tướng quân. Lý Vũ Quả và Vô Ưu giả dạng thành thuộc hạ của Tiết Thanh Chiếu nên không bị nghi ngờ. Cả ba người vẫn theo kế hoạch mà làm, tốc độ cứ phải gọi là nhanh nhất có thể. Người của Lý Vũ Quả cũng đã chuẩn bị xong, chỉ chờ tín hiệu để công thành. Ba người vào trong thành, khám và chữa bệnh cho Triệu tướng quân. Đầu tiên Tiết Thanh Chiếu xem qua thân thể của ông ta. Chẳng biết là bốc phét hay nói thật nhưng thân thể Triệu tướng quân vẫn bình thường. Xong rồi Tiết Thanh Chiếu quay ra cử Lý Vũ Quả và Vô Ưu đi nấu thuốc như đã cho. Lý Vũ Quả và Vô Ưu xuống bếp, cậu chỉ đạo Vô Ưu dụ hai nữ hộ vệ cấp võ vương ra ngoài, có vậy thì mới xử lý được Triệu tướng quân. Vô Ưu thông minh vừa lờ, đốt luôn một góc khuôn viên của Triệu tướng quân, để cho ông ta phải cử hai hộ vệ đi xem có chuyện gì. Đúng lúc hai hộ vệ đi thì Lý Vũ Quả đem thứ thuốc có tổng sẵn vào cho Triệu tướng quân uống, ông ta uống vào thì ngủ thiếp đi luôn. Tiết Thanh Chiếu đưa cho Lý Vũ Quả một cái mặt nạ da hình Trấn Nam Vương do chính hắn ta chế ra, Lý Vũ Quả đội cái mặt nạ đó vào, lột quần áo ông kia ra rồi mặc vào, công nhận là giống y như đúc. Thế này thì ai nhận ra chứ? Bước tiếp theo Tiết Thanh Chiếu đưa hổ phù cho Lý Vũ Quả. Không may là hai hộ vệ kia đã quay về, đã nhìn thấy tất cả, kế hoạch của Lý Vũ Quả bị lộ, cậu phải lấy súng ra để giết người diệt khẩu. Hai khẩu lục bạc bắn tùm lum là hai nữ hộ vệ cấp võ vương đi, quả là kiếm vẫn không bằng súng. Bây giờ Lý Vũ Quả đã nắm trong tay toàn bộ quyền điều khiển quân binh ở trong binh tần quan, cậu lệnh cho lũ binh lính mở cổng thành nghênh đón chi viện. Binh lính đâu biết là mình đang chuẩn bị mở cửa cho địch vào, cứ thế kéo cánh cửa lên. Đúng lúc này thì những quả bom bom hẹn giờ được cài trên tường thành nổ, bức tường thành bị lủng nặng. Binh lính ở trong Bình Tân Quan hoảng loạn, đây chính là thời cơ tốt cho đại quân của Lý Vũ Quả. Phương Thông Hành dẫn theo tất cả anh em cầm lục bạc, ạc 47, vào xấy lũ binh lính Bình Tân Quan, ông thì vuốt tâm, ông thì oan sót, Bình Tân Quan chẳng mấy chốc được thay bằng cờ của Đại Kim. Phương Thông Hành vui vẻ khen vũ khí thần thánh mà Lý Vũ Quả cho quá lợi hại, chỉ cần nửa ngày lấy được Bình Tân Quan, nơi mà Tư Đồ một thuật tiếng tăm còn chưa được đặt chân tới bao giờ. Nhưng họ đã ở đây cũng đã do thám hết, cảm thấy quân số ở trong thành ít hơn so với tình báo đã nhận được. Lý Vũ thấy rất lạ, hai người lấy Triệu tướng quân ra tra xét. Cùng lúc đó, ở chiến trường khác, Nam Cốc của Dương Huyền Vũ, tình hình tại đây đang rất là thảm hại, cứ ngỡ là địa hình dễ phòng thủ nhưng đời đâu có như là mơ. Tướng quân cấp báo liên tục, Trấn Tây Vương và Trần Đồng Vương đồng thời ra tay tấn công pháo đài Nam Cốc. Kẻ địch cũng đã hơn 50 vạn, cứ như thế này thì đội quân của Dương Huyền Vũ chắc chắn sẽ không chịu nổi, cần gấp quân tiếp viện, nhưng Dương Huyền Vũ nói không. Hắn cứ nghĩ là nếu gửi thư về kinh thành xin quân tiếp viện thì Tư Đồ Một Thuật sẽ thất vọng về mình, nên tiếp tục ra lệnh xuống, trụ không nổi thì cũng phải trụ. Rời Nam Cốc tan nát, chúng ta đến với Hồng Hải tang hoang, Tống Thành Long cũng ở trong hoàn cảnh của Dương Huyền Vũ. Tướng quân Trấn Bắc Vương của Đại Liêu lần này điều động đến 300 thuyền chiến, làm cho hỏa pháo của Tống Thành Long tiêu hao gần hết, giờ chỉ còn biện pháp khởi động trận pháp phòng ngự. Nhưng nếu dùng trận pháp phòng ngự đó chỉ có thể dùng một lần, trụ được 7 ngày, sau 7 ngày thì khả năng cao là họ đi, Tống Thành Long biết vậy nhưng làm gì còn cách nào. Hắn nghĩ bụng bây giờ chắc Lý Vũ Quả kia cũng đang bị vây hãm cổ chiến, hắn chỉ cần kiên trì trận này thêm chút, không bị thua Lý Vũ Quả là được. Hai mặt trận quan trọng đều nằm trong tình huống ngàn cân treo không khí, Lý Vũ Quả luôn là người tìm hiểu ra tất cả trước, gửi một bức thư khẩn cấp đến Tư Đồ Một Thuật, nội dung thư Lý Vũ Quả cho biết Hồng Hải và Nam Cốc, cả Bình Tân Quan đều là mồi nhử, mục đích chính là dẫn dụ binh lực Đại Kim đi. Tứ Đại Vương gia Đại Liêu đã phát ra một chi đội tinh anh, mục tiêu chính là Phụ Minh Thành của Tư Đồ Một Thuật. Phúc Minh Thành là căn cứ chỉ huy của Đại Kim, nếu nó bị chiếm lĩnh thì Đại Kim bị diệt vong cũng chỉ là chuyện sớm muộn. Nhưng Lý Vũ Quả cũng đã có hướng đi, cậu nói với Tư Đồ Một Thuật là muốn nhân cơ hội Đại Liêu không còn linh lực gì xuất binh đến Đại Liêu, không đánh Hoàng Long. Tư Đồ Một Thuật cảm thấy kế hoạch này cũng rất hay, cho dù nơi ông ở sắp gặp nguy hiểm, để Lý Vũ Quả tiếp tục tiến lên như vậy cũng có thể tạo ra kỳ tích, hóa giải mối nguy cơ vong quốc của Đại Kim. Chúng ta trở về với nhân vật chính Lý Vũ Quả, cậu đã lấy được Bình Tân Quan nên đến với mục tiêu tiếp theo, đến Thiên Thần Sơn lấy Cửu Âm Linh Ngọc về chữa bệnh cho Vô Ưu. Vô Ưu biết ở trên Thiên Thần Sơn có một con hung thú rất nguy hiểm, cứ bám giết lấy ví dụ quả không cho đi, nhưng Lý Vũ Quả đã quyết, thằng nào cả nước được quả ga minh, Lý Vũ Quả để Vô Ưu ở lại với Tiết Thanh Chiếu, để cùng với Phương Thông Hành lên gặp con cung thú. Hai người cùng nhau đến chỗ của con hung thú kia, nhìn qua thì đâu ai nhận xét đây là một con hung thú, chúa lười thì đúng hơn. Lý Vũ Quả để ý thấy mảnh kim quang trên đầu nó, đoán chắc 100% là Cửu Âm Linh Ngọc. Đúng lúc này thì con hung thú dậy, nó nhìn thấy hai con thỏ đang chuẩn bị dập nhau, tự nhiên nổi điên lên, vung cánh tay đập nát bét hai con thỏ, cú đập của nó rung cả trời đất. Lý Vũ Quả và Phương Thông Hành nhận xét lại con hung thú này là quá hung dữ, nhưng điểm lạ là nó lại hung dữ vì hai con thỏ âu yếm nhau. Lý Vũ Quả để ý điều đó nên nghĩ ra cách, cậu lấy ra một con thôi lỗi ngụy trang thành một con khỉ đột, ôm lấy một con gấu bông khỉ đột khác, giả vờ âu yếm với nhau,
con hung thủ thấy hai con khỉ đang âu yếm với nhau, lại phát điên lên, lao tới cắn xé khôi lỗi của Lý Vũ Quả. Ở đoạn này mình sẽ không nói là con không thú kia FA giống một số anh em, mình sẽ không nói đâu nên anh em yên tâm. Con hung thủ kia lao tới với mức đà rất mạnh, thôi nôi Lý Vũ Quả hài lòng vì nó đã mắc bẫy, cậu đợi nó gần lao tới thì nhảy ra, để cho con hung thú đập mặt vào tảng đá lớn đằng sau, một cú đập trực diện vào trán, làm vỡ ra một mảnh cửu âm linh ngọc. Lý Vũ Quả vui vẻ nhặt lấy nó, trong khi khôi lỗi Lý Vũ Quả vẫn đang chơi mèo đuổi chuột với con hung thú. Xong việc, Lý Vũ Quả hỏi Liêu Kinh ở hướng nào. Phương Không Thành chỉ phía tây bắc, Lý Vũ Quả điều khiển con khôi lỗi chạy về hướng tây bắc, để cho con hung thú đến đó quậy phá, như một món quà nhẹ cho Đại Liêu. Chuyện đá view hoa sen tình hình của Vô Ưu, cô bé vẫn đang ngồi trên mỏ đá chờ Lý Vũ Quả về, bài làn gió nhẹ đưa làm vẻ đẹp của Vô Ưu lên đến tầng mây. Tiết Thanh Chiếu đứng từ xa, thấy được vẻ đẹp như mơ của cô bé, ước gì mình có được nữ nhân này. Tiết Thanh Chiếu tự ước có được đến muốn có được, hắn tự cho mình là đế vương thì muốn cái gì là phải có cái đó. Thánh còn muốn lấy Vô Ưu làm vợ để Lý Vũ Quả sống chết bán mạng giúp hắn lấy được ngôi vương, sau này làm gì cũng phải giúp Tiết Thanh Chiếu. Tiết Thanh Chiếu rắc một ít thuốc lên thức ăn đang chuẩn bị đem lên cho Vô Ưu, hắn mang lên cho Vô Ưu, nhưng Vô Ưu không ăn. Tiết Thanh Chiếu chuyển đổi kế hoạch, nói dối để dụ Vô Ưu đi dạo chơi. Trên đường đi, hắn vặt một bông hoa rồi rắc thuốc kích dục vào đó, định lừa Vô Ưu ngửi mùi của bông hoa này. Ai ngờ lúc hắn định giờ ra cho Vô Ưu ngửi thử thì Vô Ưu lại vô thức vươn vai, đẩy cánh tay cầm bông hoa của Tiết Thanh Chiếu. Tiết Thanh Chiếu ngửi thuốc do chính mình chuẩn bị, bản thân không kiềm chế được tác dụng mạnh của thuốc, toàn thân sướng lên như một con thú dữ. Hắn lao vào ôm lấy Vô Ưu. Vuhu sợ hãi đẩy Tiết Thanh Chiếu ra nhưng không được, sợ rằng mình sẽ bị làm vớ vẩn bởi Tiết Thanh Chiếu. Sử dụng cách mà Lý Vũ Quả từng dạy để trị mấy thằng háo xanh, Vô Ưu là một đá thẳng vào trứng cút của Tiết Thanh Chiếu, một đá cực mạnh làm vỡ luôn hai quả giống của hắn ta. Tiết Thanh Chiếu tức giận vì bị mất giống, dồn Vô Ưu vào vách núi. Vô Ưu cứ lùi lại, lùi quá rồi rơi xuống vách núi luôn. Cô bé sợ hãi gọi Lý Vũ Quả, nhưng bây giờ Lý Vũ Quả đâu có ở đây. Kết thúc video ngày hôm nay, để xem phần tiếp theo thì bạn hãy bấm vào kênh Triệu Gia, chọn danh sách phát để xem tập mới nha. Đừng quên đăng ký kênh để đón chờ nhiều video review hay sắp tới. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.